Hai mọi người, hôm nay mình sẽ mời mọi người tìm hiểu về một ngành nghề rất là đặc biệt. Hiện tại còn rất là ít người làm. Tuy nhiên, vào những năm 70, 80 thì ngành nghề này vô cùng phát triển. Cùng theo dõi clip để biết ngành nghề đó là gì nha. Lúc đó là chú có Lãnh Diễm với ông bố hồi xưa còn sống. Và Lãnh Diễm vẽ về chân dung. Hồi đầu không có nghĩ là dùng nó để mưu sinh. Vẽ văn nghệ thôi. Nhưng mà cái nghiệp là nó phải đeo đuổi tới giờ. Sau 10 năm 20 thì là tập tạc thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà đến năm 30 thì bắt đầu mới thực sự là nhảy vô để kiếm tiền bằng quảng cáo. Cái nghề vẽ này nó từ cây cọ rồi qua tới cái bay. Vẽ bằng bay nó cầm chát những cục sơn dày 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 lên đó. Rồi từ cái thích thú đó nó cứ dẫn qua thích thú khác, nó kéo dài cho đến bây giờ vẫn còn làm bình thường. Chỉ ra ngoại trừ là mình phải bảo vệ sức khỏe mình thôi. Đôi tay, đôi mắt và sức khỏe là chính. Mong sao nó vẫn còn khỏe mạnh hoài là còn vẽ hoài. Chú Tân Thiện, 73 tuổi. Chú vẽ từ năm 20 rồi. Năm 20. Ban đầu làm quảng cáo. Sau đó là vẽ tranh bán cho nước ngoài như là cái khu mà du lịch á. Bố hồi xưa là vẽ chân dung. Mà cái thời xa xưa thì nó học vật tư nó không có như bây giờ. Không vẽ bằng cái giấy chì nữa. Cho nên bây giờ chú nhìn cái giấy chì chú rất thích. Tại vì sao? Nó là cái gốc để xuất phát từ cái ngành hội họa mình mà. Không có cái giấy chì là không làm gì được hết. Cái nghề này không có nói thời gian. Cái lúc đó chú vẽ là cũng bình thường như mọi người. Nhưng mà hứng lên là ban đêm thức vẽ trắng đêm tới sáng. Cho đủ số, đủ thời gian để hứa hẹn với người khách đó. Chị ở chùa thì thầy vẽ quảng cáo, vẽ tất cả cho chùa. Nhưng mà riêng bên ngoài thì quảng cáo chứ không làm. Tại bây giờ nó có cái ngành in ấn nó cũng đã có rồi. Thì bây giờ mình chỉ vẽ những cái gì mà in không có in được thôi. Không có kỷ niệm là nhiều lắm. Nhưng mà gọi là kiểu niệm mà về gian nan đó. Thậm chí leo trên vách tường mà trèo ở bên ngoài thả thang dây xuống để vẽ cho khách. Đó, rồi cũng có, rồi vẽ chân dung, vẽ tranh, vẽ tất cả những gì. Nó đi suốt với mình cả cuộc đời mà. Thành ra cái chân dung cũng thú. Ngồi thì miệt mài vẽ sao cho giống. Rồi cái tranh tường hoặc là tranh mà phong cảnh. Để cho khách là cảm thấy là vẽ sao để cho nó thơ mộng mà. Nó phải nghiêng qua nghiêng lại rồi đi tới đi luôn. Mà thích nhất là những cái khâu mà máy nó không nhận thì mình vẽ rất khoái, rất là thích. Chứ cái nghề vẽ này nó từ cây cọ rồi qua tới cái bay, vẽ bằng bay nó cầm chát những cục sơn dày 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 lên đó. Rồi từ cái thích thú đó nó cứ dẫn qua thích thú khác, nó kéo dài cho đến bây giờ vẫn còn làm bình thường. Chỉ ra ngoại trừ là mình phải bảo vệ sức khỏe mình thôi. Chứ cái nghề nghiệp vẫn ghiền, vẫn còn làm được. Đôi tay, đôi mắt và sức khỏe là chính. Mong sao nó vẫn còn khỏe mạnh hoài là còn vẽ hoài. Con trai thì vẽ áo dài thời trang cho khách đặt. Còn gái nó ngồi nó vẽ trên máy, vi tính. Vẽ thiết kế đồ họa luôn, cả trang trí nội thất. Mình lớn tuổi rồi, lên ở với thầy, ở chùa cho nó yên tĩnh. Vậy mà nhiều khi sáng tác chưa ra đó. Tức là cái không khí ở chùa nó rất là tốt cho cái ngành vẽ. Nhưng mà sáng tác lắm lúc nó cũng không ra nổi. Tại nó đòi hỏi, trên cái sáng tác nó đòi hỏi nhiều thứ. Nha, màu sắc, ánh sáng, rồi bố cục, rồi sự sắp xếp và nội dung, ý tưởng của cái bức tranh nữa. Thành ra mình mà dựng lên ý tưởng được thì mình phải sắp xếp màu sắc, bố cục, rồi thời gian đó, mới ra được bức tranh. Nói tiếng sáng tác không phải dễ đâu. Thỉnh thoảng xuất hiện trong ý tưởng mình rồi bắt đầu mình nhảy bật dậy lấy bức chì hay gì đó phát. Bật dậy 1-2 giờ sáng đó chú đâu là gì. Hôm nay được trò chuyện với chú Tư mình thấy rất là vui và cũng như là rất là hâm mộ tài năng của chú mọi người ạ. Thì mình là một người trẻ cũng làm video, cũng làm thiết kế, biết thiết kế chút chút. Thì nói chung là thấy chú Tư đúng là đỉnh cao.
là một người nghệ sĩ, phải gọi là thực thụ là nghệ sĩ nha mọi người. Tại vì khi mà cầm bút lên là vẽ ra là ý tưởng phải nằm trong đầu hết, là chỉ vẽ ra thôi. Thì clip mình đến đây cũng xin phép kết thúc. Nếu mọi người thấy kênh mình hay, thú vị thì xin cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ clip. Cảm ơn mọi người. Thu hoạch mì sẽ trải qua 4 công đoạn. Đầu tiên là các cô sẽ chặt thân cây mì, sau đó các chú sẽ nhổ mì từ dưới đất lên, chặt củ khoai mì ra khỏi thân cây. Công đoạn này giúp cho củ mì trông đẹp hơn để đưa ra các chợ, giúp cho khoai dễ bán. Sau khi chặt xong thì các chú sẽ gánh khoai mì ra đầu bờ, cân lại và chuyển lên xe ba gác để di chuyển mì lên xe lớn đưa đến nơi tiêu thụ. Hôm nay mình được trải nghiệm việc